Trà Thanh Nhiệt Dr. Thanh hân hạnh đồng hành cùng chương trình dự án số 1. Đây là một cái tiết mục biểu diễn chung ấy, nên là bọn em cũng muốn là mọi người làm sao mà ở trên sân khấu mình làm cái phần trình diễn hoàn hảo nhất. Cái đoạn đầu ấy thì là một trong hai em hát. Cứ chung luôn đi. Không. Không, không được. Bạn Đan thì bạn ấy được cái là tiếp thu rất là nhanh. Ví dụ một câu bè của bạn ấy, bạn ấy có thể học và thuộc ngay lập tức. Bạn Hân thì có hơi hạn chế hơn, bởi vì là bạn Hân thì bạn ấy không biết bè và chưa có kinh nghiệm hát bè bao giờ. Trong thời gian tập nó cũng có nhiều khó khăn lắm, tại vì em thì trước giờ thì em hát đơn không à, cho nên là mình thích hát như thế nào thì mình hát á. Không khí nó cũng căng thẳng, với lại là khó chịu với nhau, đang hơi khó chịu. Em không thích những người mà chưa thử và nói không làm được ấy. Ngày hôm nay làm việc nó rất là khó, gọi điện cho Hân không được, không thể trả lời tin nhắn của mọi người là tập hay không. Em hơi nóng tính, em hơi thẳng ấy. Những người mà người ta đã không thích mình rồi thì mình cố cái nào thì nó cũng không thích thôi. Và luật thi chính thức của vòng thi này đó chính là trước các bạn là 3 chiếc micro, và khi micro nào sáng đèn thì bạn mới được hát, micro nào không sáng đèn các bạn không được hát. Câu phiêu thì giữ, còn câu hát thì là tất cả bọn em là hát chính hết. Hát chính hết, hát chính. Ok, bỏ okay hết nghề luôn đi. Cố lên! Em đã giống những đêm trời có ánh trăng chiếu vàng, sống những đêm ngoài kia biển du bờ cát. Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì anh cùng em chuyện trò, cùng nhau nghe sóng xô gành đá ngàn câu hát yên bình. Em xa anh đã bao ngày rồi, nghe như tháng năm ngừng trôi. Khi xa em nhớ thật nhiều, này người, người yêu anh hỡi. Ước gì em đã không lỡ lời, ước gì ta đừng có giận hờn, để giờ đây cô đơn vắng tênh, đời em đã vắng anh rồi. Ước gì cho thời gian trở lại, ước gì em gặp anh một lần, em sẽ nói chỉ có một ý ngắn để nói về phần biểu diễn của cả bốn bạn luôn. Cái mà tôi hy vọng hơn ở các bạn ngày hôm nay đó chính là một sự đổi mới. Tôi chưa thấy điều đấy ở tất cả những phần feel, tất cả những cái phần mà các bạn thể hiện mình. Tôi thấy nó rất cũ. Các bạn đều là những người có ý thức về cột hơi, giọng hát, nhưng thiếu đi một cái tư duy về sáng tạo. Ngày hôm nay thì Linh Đan ở những khúc đầu cao độ có vấn đề, cần phải đứng trước gương và thực sự xem lại phần khẩu hình của mình. Ngọc Hân thì tôi thấy đây là một giọng hát mà có thể nói là màu giọng hát này tôi thích. Nếu như mà hát lại cách cũ với cái giọng này thì tôi hơi tiếc cho cái giọng này của bạn. Tôi rất tiếc là tôi đồng quan điểm với Oras Hoàng Thùy Linh. Con đường chinh phục The Debut không dễ dàng tí nào. Phải tập luyện với điều kiện cực kỳ nóng và khắc nghiệt. Những bữa ăn cay nóng vội vã. Phải thức khuya dậy sớm, chờ tới lượt để bay lên sân khấu.
Nhưng mà khi lên sân khấu thì phải tươi tắn, vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Nhờ về debut, mình nhận ra rằng Dr. Thanh có thể giúp mình tươi tắn và rạng rỡ. Cái ánh sáng ở trên soi chúng em không cần đâu, em sáng lắm rồi. Có Dr. Thanh tươi tắn debut bất chấp nóng trong người. Trà thanh nhiệt Dr. Thanh hân hạnh đồng hành cùng chương trình dự án số 1. Mà tôi tức quá, tại vì bốn cô gái xinh đẹp chọn đồ rất tinh tế, nhưng hát thì lại không tinh tế tí nào cả. Chẳng nhìn thấy tình cảm gì trong ca khúc này hết. Cả Linh Đan, cả Ngọc Hân đều là những người mà tôi dành những sự kỳ vọng rất nhiều từ vòng 1. Ở tiết mục này thì tôi hơi thất vọng. Tôi xin lỗi. Và chúc mừng các bạn đã hoàn thành xong phần thi của mình. Bây giờ thì các bạn sẽ quay trở lại phòng chờ để chờ đợi kết quả.